Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Sao Thể Thao. Và vào sáng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 10 tại GMA Arena đã diễn ra buổi lễ playoff cân ký cũng như giáp mặt các võ sĩ tham dự sự kiện bán kết Thần Võ Việt Nam năm 2024. Và đây là sự kiện thứ hai của GMA. Và trước mắt chúng ta đang là MC host Hiền Ngô, người sẽ điều hành cả 3 đêm thi đấu bao gồm tứ kết, bán kết và chung kết. Và trước mắt chúng ta sẽ là các hạng cân sẽ lần lượt tiến hành cân và chuẩn bị cho giải đấu. Đây là võ sĩ Nguyễn Thành Thoan, một gương mặt không mấy xa lạ với các bạn vận động viên của môn kickboxing. Thành Thoan thì cũng trở lại tập luyện với MMA trong thời gian trở lại đây. Tuy nhiên, cái này cũng phải xin báo với mọi người là trận đấu này cũng đã không thành, khi mà Thành Thoan, đối thủ của Thành Thoan là Hoàng Anh Tuấn cũng đã không có mặt để mà thi đấu với võ sĩ này. Và chung cuộc là Thành Thoan không được xử thắng, tuy nhiên thì cũng sẽ được một phần thưởng trị giá khoảng 6 triệu cũng theo lời cam kết của ban tổ chức, do là đã thực hiện đúng cân ký và đúng các nội quy mà ban tổ chức đã đưa ra từ trước giải. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên theo đúng nghĩa đen, trận đấu giữa người đang đứng trong màn hình, đó là Đặng Hoàng Minh. Đặng Hoàng Minh của Tăng Club sẽ thi đấu với Lưu Nhân Nghĩa của Minh Sang MMA. Hoàng Minh thì là đến từ Kiên Giang, sinh năm 94, người bên tay phải màn hình. Còn Lưu Nhân Nghĩa thì đến từ Khánh Hòa, sinh năm 1998. Và đây là trận đấu ở hạng cân mãnh hổ. Còn trước mắt chúng ta đó là võ sĩ trẻ Ben Tú Tài đến từ Sa Đai Bình Dương. Võ sĩ sinh năm 2003 sẽ có một trận đấu được coi là hóc búa với Roma Trưng. Roma Trưng thì là học trò của Nguyễn Trần Duy Nhất của No One Muay Club và đã từng xuất hiện tại tứ kết GMA. Tuy nhiên thì Roma Trưng đã để thua Phạm Ngọc Cảnh trong một trận đấu được coi là cân tài cân sức. Và trận đấu ăn được cạc này thì Roma Trưng sẽ góp mặt để thi đấu với Ben Tú Tài. Trận đấu được coi là búa tạ của hai võ sĩ. Và đây là cậu em Võ Minh Thương, cũng của Sa Đai Bình Dương. Võ Minh Thương thì mới có một trận đấu ở giải Arena of Fighter, đấu trường của những chiến binh, cách đây một tuần. Và như trong trận đấu đó mình có đăng trên kênh YouTube của Sao Thể Thao thì Võ Minh Thương đã để thua nhưng mà trên cửa thắng. Và có lẽ mình vẫn cho thì đó là một cái quyết định sai của các trọng tài cũng như các giám định. Ở GMA lần này thì Võ Minh Thương sẽ thi đấu với Nguyễn Nguyên Trương của C88, một võ sĩ sinh năm 2004. Nguyễn Nguyên Trương sẽ bước vào trận đấu MMA đầu tiên. Đây là Nguyễn Trương của C88. Ngoài các trận đấu này ra thì các nội dung chính của sự kiện bán kết lần này sẽ bao gồm 5 cặp đấu. Lát nữa mình sẽ giới thiệu với mọi người từng cặp. Chúng ta cùng đợi màn cắp kèo của hai võ sĩ Võ Minh Thương và Nguyễn Nguyên Trương. Hạng cân hắc báo. Báo lui đấy. Rồi, đây là trận đấu đầu tiên tại sự kiện bán kết GMA. Và người đang đứng lên bàn cân đó là Lê Huy Hoàng của PFC Phú Quốc. Một trong những võ sĩ phong cách thi đấu rất là ngông, tuy nhiên thì rất có tài. Ở trận đấu trước thì Lê Huy Hoàng chỉ cần đến khoảng 2 hiệp đấu là có thể loại được người đồng môn. Và đối mặt với Lê Huy Hoàng bây giờ, trước mắt chúng ta đó là Phạm Ngọc Cảnh. Phạm Ngọc Cảnh thì là một võ sĩ của Võ Đường Liên Phong, sinh năm 1993 và vẫn nổi tiếng là một striking chính hiệu.
Trận đấu trước thì chính Phạm Ngọc Cảnh đã tự tay hạ Roma Trưng của học trò của Nguyễn Trần Duy Nhất để ghi tên mình vào bán kết. Và đây là event cáp kèo cân ký cũng như là đối mặt của hai võ sĩ. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên sự kiện GMA Thần Võ Việt Nam. Còn đây là Vũ Hải, một hiện tượng của GMA mùa này. Ở vòng đấu trước thì Vũ Hải tưởng như là lót đường cho xoáy nước sông Hồng. Tuy nhiên thì Vũ Hải đã bằng nỗ lực và đã có được chiến thắng chóng vánh trước xoáy nước sông Hồng sau một tình huống xoáy nước sông Hồng thất thế và bị lạnh 23 cú đấm. Còn đây là tình huống rất là hài hước, mọi người chú ý nha. Đó là trường hợp của Nguyễn Trung Hải. Nguyễn Trung Hải đến với GMA lần này với mang nguyên đồ nấu ăn. Và slogan của Trung Hải ở với Vũ Hải đó là nấu hoặc là bị nấu. Một thông điệp rất là rõ ràng. Và đây là pha thả tim đáng yêu của hai võ sĩ trẻ. Nguyễn Trung Hải thì sinh năm 2003, còn Vũ Hải thì sinh năm 1999. Body thì có thể mọi người sẽ kết Nguyễn Trung Hải hơn. Tuy nhiên thì với một võ sĩ ít nói lầm lì như Vũ Hải thì chúng ta cũng không nên xem thường. Còn đây là trận đấu ở hạng cân kim kê, có sự góp mặt của Lưu Đức Mạnh, người đang trước mặt màn hình chúng ta. Và Lưu Đức Mạnh thì sẽ thi đấu với Trần Kiệt của PFC Phú Quốc. Lưu Đức Mạnh cũng là học trò của Nguyễn Trần Duy Nhất tại No One Muay Club, và thậm chí là Lưu Đức Mạnh đã từng thắng cả người Hàn Quốc tại IFC, các giải đấu IFC trong quân IFC của người Hàn Quốc tổ chức tại Việt Nam. Vậy nên thì Lưu Đức Mạnh cũng là một cái tên Trần Kiệt có lẽ là cũng ngán ngẩm. Tuy nhiên thì hôm nay có thể nhìn thấy pha face-off của các võ sĩ thì khá là hiền lành. Đây là Trần Kiệt. Và sau trận đấu giữa Lưu Đức Mạnh và Trần Kiệt, chúng ta cùng đến với trận áp chót, trận đấu thứ 7 giữa Lê Thành Trung và Nguyễn Tiến Long. Chúng ta cùng đợi xem sau khi Trần Kiệt và Lưu Đức Mạnh hoàn thành xong cái face-off thì sẽ là sự xuất hiện của Lê Thành Trung và Nguyễn Tiến Long, trận đấu thứ 7 tại sự kiện GMA mùa bán kết. Rất tươi cười, rất niềm đạt. Và đây là sự góp mặt cô này vào phản nãy giờ của Lê Thành Trung. Trận đấu áp chót, trận đấu của Lê Thành Trung, một chàng trai đến từ Tăng Club với cái tên nickname là Máy Bào. Lê Thành Trung sẽ thi đấu với Nguyễn Tiến Long ở câu lạc bộ Raptor MMA. Thành Trung thì sinh năm 99, còn Tiến Long thì sinh năm 2002. Và trận đấu trước thì Nguyễn Tiến Long đã dùng rất là thời gian rất là ngắn để loại Chu Quang Minh, qua đó lọt vào vòng trong của GMA Thần Võ Việt Nam. Và có lẽ lần này khá vất vả khi Nguyễn Tiến Long đã phải lột hết quần áo thì mới có thể bước lên mặt cân và cân một cách thoải mái được. Rồi, và sau phần cáp của Nguyễn Tiến Long và Lê Thành Trung thì chúng ta cùng đến với nội dung cuối cùng. Trận đấu giữa có sự góp mặt của võ sĩ đến từ Sơn La nhưng mà đang đầu quân tại No One Muay Club, Mùi Trọng Vinh. Mùi Trọng Vinh sẽ thi đấu ở mê màu xanh và sẽ thi đấu với Trần Minh Nhật của võ đường Liên Phong. Chúng ta cùng đợi xem. Trong à. Đây là Mùi Trọng Vinh của No One Muay Club, một chàng trai rất đẹp trai, hiền lành. Sẽ thi đấu trận cuối cùng, trận chim ưng.
đối đầu với đàn anh Trần Minh Nhật. Đây có thể coi là một trận đấu khá là cộc lạch khi mà Mùa Trọng Vinh mới chỉ sinh năm 1998. Xin mời võ sĩ Trần Minh Nhật của Võ Đường Liên Phong. Và đây là cặp đấu cuối cùng, cặp đấu giữa Trần Minh Nhật, người đang ở trước màn hình chúng ta, với Mùi Trọng Vinh, một chàng trai đến từ Lai Châu, nếu như mình nhớ không lầm. Thì Trần Minh Nhật thì vốn được mọi người yêu ái với cái tên là Quý Ông Chơi Võ, rất là hay đối với một chàng võ sĩ cũng đã 35 tuổi. Trần Minh Nhật, làm cam đầu tiên, 58 tên tác. Ok, mọi việc đã xong và chúng ta cùng đến với chút phỏng vấn các võ sĩ trước khi bước vào sàn thi đấu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào chị em ơi, tôi là Phạm Ngọc Cảnh, võ sĩ tại Võ Đường Liên Phong, đá nặng cân hổ mang. Okay. Chào anh Cảnh, chị biết là anh đánh giá như thế nào đối thủ mình ở trận thi đấu bán kết? Mình đánh giá bạn ấy thì cũng là khá là mạnh đó, vì thể lực của bạn ấy thì rất khá là trâu, kỹ năng đánh đứng của bạn ấy rất là tốt, nhưng mà mình cũng không có ngại về phần đánh đứng. Vậy vào trận đấu ngày mai muốn giải quyết trận đấu như thế nào? TKO, KO hay là submission? Thì lúc nào mình cũng muốn là KO đối thủ hết, thì mình mong là mình sẽ có một chiến thắng KO. Anh đã chuẩn bị những gì cho trận thi đấu sắp tới? Mình chuẩn bị rất là kỹ về phần thể lực cũng như là chiến thuật và cũng như là kỹ thuật rồi. Mình chuẩn bị về đứng hoặc gấp lên hoặc là jiu-jitsu, mình đều chuẩn bị rất tốt. Anh có muốn gửi, anh có thể gửi lời đến đối thủ mình ở trận thi đấu ngày mai? Mình gửi lời tới bạn ấy để tập trung và cố gắng đánh và hãy cẩn thận với mình sẽ kêu bạn ấy. Cảm ơn anh. Anh đã chuẩn bị những gì cho trận thi đấu ngày mai? Em đã tập luyện nằm nhiều hơn xíu so với như đợt trước. Bởi vì kỹ năng đánh nằm của em chưa được nghiêm hơn lắm. Quay lại GMA lần này thì anh có quyết tâm sẽ có một trận đấu đẹp mắt hơn và sẽ có một kết thúc đi KO hay KO không? Để có thể mà làm phá lấp đi sự bị loại ở vòng đấu trước. Dạ, đối với em thì mỗi trận đấu là một bài học điều đó, em rút lại kinh nghiệm, thế nào em chỉ cần biết là em cố gắng hết mình trong một trận đấu là được. Và bây giờ anh có thể gửi lời đến đối thủ của mình vào trận thi đấu ngày mai. Đối với em, bên tôi tài là một võ sĩ trẻ và khỏe mạnh, thành ra là chỉ cần hai anh em lên công viên trận đẹp mắt cho khán giả là được. Đối với em như thế. Dạ. Xin chào Liên Mây, tôi tên là Nguyễn Minh Trương, tôi đến câu lạc bộ CS8 Jiu-Jitsu. Hiện tại tôi đang thi đấu ở Hải Cương Hắc Báo. Bạn đến từ CS8 Jiu-Jitsu, vậy ý đồ thi đấu của bạn vào ngày mai là địa chiến phải không? Đúng không? Chắc chắn là như vậy. Bạn nghĩ như thế nào và chuẩn bị những gì khi đối thủ của bạn là một võ sĩ phải nói là giàu kinh nghiệm trên các sàn đấu lớn? Thì em cũng đang chuẩn bị kỹ thuật rất là kỹ và nghiên cứu đối thủ rất là nhiều. Cho em lại câu đó đi, anh bị nhích qua nhích cho em, nhưng ra không có phân kết vô anh được. Rồi 3, 2, 1, dạ, khi biết là đối thủ là một sát su thì em đã chuẩn bị chiến thuật có lập kỹ. Là bạn có điều gì muốn gửi tới đối thủ của mình trong trận đấu ngày mai hay không? Em muốn gửi đối thủ GM này tôi đang thi đấu ở câu lạc bộ FC Phú Quốc, tôi sẽ thi đấu ở Hải Cương Hậu Mạc. Ok. Rồi 3, 2, 1, chơi.
Xin chào GMA, tôi là Lê Huy Hoàng đến từ câu lạc bộ UFC Phú Quốc. Tôi sẽ thi đấu ở hạng cân khoảng mạng, hạng cân 55kg. Bạn đánh giá như nào về đối thủ của mình? Tôi đánh giá Cảnh là một võ sĩ toàn diện. Cảnh là một võ sĩ toàn diện thì thi đấu với một võ sĩ toàn diện thì bạn đã chuẩn bị những gì? Thì tôi sẽ hoàn thiện, tôi sẽ toàn diện hơn, võ sĩ toàn diện. Tại trước trên GMA, bạn có một KO submission, vậy bạn nghĩ rằng là vào trận đấu ngày mai thì lịch sử sẽ lặp lại hay không? Tôi hỏi lại câu đấy. Vào thì bạn đánh, bạn cũng nghĩ là mình sẽ kết thúc phạm cảnh à, bạn nghĩ là bạn sẽ kết thúc phạm cảnh không qua tính điểm hay không? Tôi sẽ TKO. TKO, một chiến thắng TKO. Tại sao phải là submission? Thì nó cũng có thể là một submission, nhưng mà tôi tự tin với khả năng striking của tôi. Striking, bây giờ chúng ta hy vọng sẽ ngày mai sẽ có một trận striking hay. Và bạn có gì muốn gửi lời đến Phạm Cảnh hay không? Mong là anh em mình sẽ có một cái trận đấu toàn diện của toàn diện. Ok, cảm ơn bạn. Leo xin mời ngọt máy chạy. Xin chào GMA, tôi là Trần Kiệt, tôi tới từ BFC Phú Quốc. Tôi sẽ thi đấu bán kết ở nội dung kim kê của giải. Anh đánh giá như nào về đối thủ của mình ở trận bán kết? Mạnh là người rất là giỏi, bạn ấy có thể chắc tốt, kỹ thuật, grappling, striking, anything. Mọi thứ rất là ok. Và anh nghĩ anh sẽ kết thúc trận đấu bằng submission hay không? Tại vì thấy điểm mạnh của anh là Jiu-Jitsu. Cái này thì chắc phải để trọng tài công bố thôi, bởi vì mọi thứ thì mình không muốn nói với cái điều gì mà mình chưa xảy ra ở trên sàn, thì mọi việc cứ để trên sàn để giải quyết. Sẽ chiến thắng hay không thì trọng tài là người đưa ra quyết định. Trong quá trình chuẩn bị cho trận bán kết thì anh đã điều tra về, có lẽ anh đã điều tra về Lưu Đức Mạnh nhiều. Vậy anh có quân bài bí mật nào để kết thúc Lưu Đức Mạnh ngày mai không? Quân bài mặt mình chắc không có quân bài mặt đâu, lên sàn và đánh thôi. Vậy bây giờ anh có thể chuyển lời tới Lưu Đức Mạnh. Bạn ơi, trận này nghĩa hai anh em mình là một trong trận hay của GMA. Nếu mà trong hai người ai là người thắng thì sẽ mang ý chí của người kia vào đánh và đánh trong trận chung kết với Bùi Tiến Sinh. Cảm ơn anh. Xin chào GMA, tôi là Lưu Đức Mạnh, tôi đến từ câu lạc bộ Nam Quan Mau Lúc. Sắp tới tôi sẽ đánh bán kết ở hạng cân kim kê. Đối thủ của bạn là Trần Kiệt, và bạn đánh giá như thế nào về đối thủ của mình? Kiệt thì về grappling kiệt rất là ok, như em nghĩ là mình sẽ tự tin hơn phần chiến thắng. Trận trước bạn thắng bằng submission đấy. Đấy thì nhưng mà và trận này gặp một đối thủ là Trần Kiệt, cũng là một người đánh nằm tốt. Thì bạn nghĩ là mình có đủ khả năng để đánh địa chiến với Trần Kiệt hay không? Em cũng không biết nói gì, mà em nghĩ là lúc lên sàn em sẽ cống hiến hết sức mình. Bạn có từ khóa gì dành cho Trần Kiệt không? Một cái khóa để bạn mở Trần Kiệt ra để chiến thắng. Không biết sao thì nói lúc lên đó thì xem tình hình như thế nào thì... Okay. Và thì bạn có thể gửi lời đến Trần Kiệt. Trần Kiệt là cố gắng ăn uống, ngày mai chiến đấu một trận quyết liệt nhanh. Cảm ơn.